Thu Nhan xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chương trình Chào Buổi Tối trên truyền hình Việt Nam 1 do Hồng Nhan phụ trách. Và chào mừng quý vị đến với chương trình tối hôm nay, là chương trình tối thứ 5 ngày 16 tháng 6. Và như vậy, sau một thời gian ngày hôm qua Hương Giang không có lên chương trình với quý vị, và Hương Giang, anh Nguyễn Xuân Nam đã giúp Hương Giang điền vào chỗ trống trong chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm qua. Và hôm nay Hương Giang quay trở lại. Ngày hôm nay bản tin lớn nhất vẫn là cái phiên điều trần do Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 tổ chức lần thứ 3. Phiên điều trần diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Có những điểm chính nào Hương Giang sẽ lần lượt chia sẻ với quý vị và phản ứng của cựu tổng thống ra sao? Nhưng mà quý vị biết, bản tin đầu tiên đó là vào lúc 6 giờ 22 phút tối ngày hôm nay tại Alabama, tại một nhà thờ ở tiểu bang Alabama đã có một vụ xả súng diễn ra. Ít nhất vào lúc này khi mà Hương Giang làm bản tin này thì ít nhất một người bị thiệt mạng và hai người khác bị thương và nghi can đã bị bắt giữ. Như vậy chúng ta thấy khi mà Quốc hội Hoa Kỳ vẫn đang còn chật vật, chưa đưa ra được những cái biện pháp gì để hạn chế súng ống, để thắt chặt những cái luật súng ống, để có thể làm giảm đi những cái vụ xả súng tràn lan như vậy, những cái vụ thảm sát như vậy. Khi mà Quốc hội vẫn còn chật vật, chưa có một cái hành động cụ thể nào, thì bây giờ những cái vụ xả súng như vậy vẫn tiếp tục diễn ra. Như Hương Giang chia sẻ vào chương trình đầu tuần này là cho đến bây giờ thì chúng ta có những cái dấu hiệu đáng mừng, đó là lưỡng đảng, tức là tại Thượng viện Cộng hòa và Dân chủ, họ đã đạt được thỏa thuận về cái framework, tức là cái khung cho một cái dự luật để đối phó với hai cái vụ bạo lực lớn nhất mới xảy ra gần đây, đó là cái vụ thảm sát tại thành phố Buffalo, tiểu bang New York, khiến 10 người bị thiệt mạng. Và trong 113 nạn nhân, kể cả những người bị thiệt mạng và những người bị thương, thì 11 người là người Mỹ đen và 2 người là người Mỹ trắng. Và cái vụ mà thảm sát tại trường tiểu học ở tiểu bang Texas mới diễn ra. Và quý vị biết là cho đến giờ FBI đã nhảy vào cuộc điều tra cái phản ứng của lực lượng thực thi công lực địa phương tại đây liên quan tới cái vụ nổ súng này. Liên tiếp những cái vụ như vậy, chúng ta thấy có một dấu hiệu đáng mừng là hai bên, tức là Cộng hòa và Dân chủ, ít ra họ cũng đã dành thời gian ngồi xuống, ít ra họ cũng nhân nhượng với nhau để có thể đạt được cái thỏa thuận framework. Nhưng mà quý vị biết hạn chót là ngày hôm nay, ngày thứ 5. Nhưng mà ngày thứ 5 trôi qua rồi thì cho đến giờ phút này, hai bên vẫn chưa có được một cái khung cuối cùng, một cái dự luật cuối cùng. Và thưa quý vị, nhiều người lo ngại là không biết là liệu có những cái thay đổi gì hay không. Bên cạnh đó thì vào ngày hôm nay, FBI cho biết là nghi can xả súng tại chợ ở Buffalo mà Hương Giang vừa chia sẻ là 10 người bị thiệt mạng vào tháng trước, đang đối mặt với một bản án và thẩm phán cho rằng tỏ dấu hiệu bản án này sẽ là một cái bản án, thưa quý vị, cáo buộc, mà đây là cáo buộc tử hình. Bây giờ quay trở lại phiên điều trần ngày hôm nay. Như vậy là cho đến nay, Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol đã tổ chức được 3 phiên điều trần. Phiên điều trần đầu tiên vào thứ năm tuần trước gọi là phiên điều trần giờ vàng, tức là diễn ra vào 8 giờ tối giờ bờ đông Hoa Kỳ, tức là đây là cái giờ mà người ta xem đông nhất. Bên cạnh đó thì quý vị thấy là cái phiên điều trần ngày thứ 2 và bây giờ ngày hôm nay là phiên điều trần ngày thứ 3. Phiên điều trần lần thứ 3 lần này thì quý vị thấy là tập trung vào nỗ lực của ông Donald Trump cũng như các cố vấn đồng minh của ông Donald Trump gây áp lực cho cựu phó tổng thống Mike Pence nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Cụ thể ở đây là cái thủ tục kiểm phiếu cử tri đoàn diễn ra tại Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Chúng ta thấy lần lượt qua 3 cái phiên điều trần thì thấy rõ ràng là ủy ban này đã đưa ra được những cái bằng chứng, họ đưa ra được những cái lời khai, từ nhân chứng ngay tại trong tòa Bạch Ốc, các cố vấn của ông Donald Trump, con cái của ông Donald Trump, cố vấn thân cận, những người thân cận với ông Donald Trump. Và tại cái phiên điều trần ngày hôm nay thì có sự xuất hiện của ai? Nhân chứng có ông Greg Jacobs. Mà quý vị có thể là đã biết rồi, ông Jacobs là chánh luật sư, tức là luật sư trưởng của ông Mike Pence trong 4 năm Mike Pence là giữ chức phó tổng thống.
và nhân chứng còn có thêm một cố vấn pháp lý của ông Mike Pence nữa. Đó là thẩm phán rất là nổi tiếng, thẩm phán cựu, thẩm phán bảo thủ rất là nổi tiếng, đó là ông J. Michael Lattis. Và quý vị biết là ông này đó không những là cố vấn cho ông Mike Pence mà còn cố vấn cho một thượng nghị sĩ của Cộng hòa hình như là ông Ted Cruz. Bây giờ quý vị biết những lời khai của các nhân chứng này cho thấy gì? Có, quý vị biết là mỗi một cơ quan truyền thông thì có những cái phân tích, có một cách nhìn khác nhau về cái phiên điều trần. Có cơ quan truyền thông thì cho rằng có 5 điểm nổi bật, 4 điểm nổi bật, 6 điểm nổi bật, thậm chí 8 điểm nổi bật. Đây là những cái điểm nổi bật mà Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là hai cố vấn thân cận của ông Donald Trump đó, cựu luật sư tư Rudy Giuliani và ông luật sư, ông tiến sĩ của trường Đại học Chapman ở miền Nam California, ông John Eastman. Đây là hai cố vấn của ông Donald Trump. Người đặc biệt là ông John Eastman được xem là master, được xem là người chiến lược gia trong cái âm mưu hối thúc, âm mưu gây áp lực Phó Tổng thống Mike Pence không kiểm phiếu cử tri đoàn tại những cái tiểu bang tranh chấp, 7 tiểu bang như Hương Nhan đã chia sẻ trước đây, chẳng hạn như Pennsylvania, Arizona, Nevada, Wisconsin, những tiểu bang đó. Và John Eastman, Rudy Giuliani. Chuyện gì xảy ra theo lời khai của Greg Jacobs là hai ông này biết rằng cái âm mưu của mình đó, cái âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử của mình là nó bất hợp pháp. Họ biết rõ như vậy, họ biết rõ là âm mưu của mình bất hợp pháp. John Eastman đã chia sẻ với Jacob rằng ông ta biết điều này, nhưng mà ông ta biết rằng nếu như sử dụng cái đạo luật kiểm phiếu cử tri đoàn, đạo luật năm 1887, thì là cái âm mưu này hoàn toàn bất hợp pháp. Và nếu như ra tòa thì không có giá trị gì. Ông ta biết rõ như vậy. Nhưng mà ông ta vẫn cho rằng, ông ta âm thầm thừa nhận là mình biết rõ cái chuyện này là bất hợp pháp. Nhưng mà ông ta cho rằng cái đạo luật này đó, đạo luật kiểm phiếu cử tri đoàn năm 1887, nó vi hiến. Chính vì vậy nó vi hiến, cho nên phó tổng thống, một phó tổng thống có thể phớt lờ không có kiểm phiếu tại những cái tiểu bang đó. Đó là cái lập luận của John Eastman. Rudy Giuliani cũng vậy. Vào sáng ngày 6 tháng 1, Rudy Giuliani đã gọi điện cho Jacob và yêu cầu Jacob chia sẻ cho ông ta biết quan điểm của Jacob cũng như là cái phân tích về mặt pháp lý. Jacob chia sẻ với ông và nói chuyện xong thì Rudy Giuliani bảo rằng là anh đúng, anh chắc chắn là đúng rồi. Nhưng mà đến khi ra cái cuộc biểu tình Stop the Steal thì ông ta bảo rằng những cái chuyện, cái kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra đó là hoàn toàn hợp pháp. Đó là cái tuyên bố trước đám đông của Rudy Giuliani. Họ biết rõ ràng là như vậy. Họ biết là sai trái, họ biết bất hợp pháp. Nhưng mà họ vẫn làm. Điểm nổi bật thứ hai, theo Hương Nhan đánh giá, đó là một tiết lộ động trời. John Eastman trong một cái email gửi cho Rudy Giuliani đã bày tỏ là ông ta muốn nằm trên cái danh sách mà được Tổng thống ân xá. Đây là điều gây kinh ngạc. Quý vị nhớ là John Eastman, luật sư, một tiến sĩ về luật, đang gặp rất là nhiều rắc rối do liên quan đến cái vấn đề này. Bởi vì đây, quý vị biết, những gì mà phiên điều trần vạch ra ngày hôm nay cho thấy thì rõ ràng đây là một cái tội ác đã có những cái dấu hiệu phạm tội. Bây giờ chúng ta chờ, chúng ta để xem những cái phiên điều trần tiếp theo và nó tiếp diễn, rồi cuối cùng ủy ban này họ có đề nghị truy tố hình sự sang cho Bộ Tư pháp hay không, chúng ta còn cần phải chờ xem. Nhưng mà quay trở lại, John Eastman trong một cái email gửi cho Rudy Giuliani chỉ vài ngày sau ngày 6 tháng 1 năm 2021 thì ông ta bảo rằng là tôi muốn tên của mình có trên cái danh sách đó, danh sách được ân xá, nếu như việc này vẫn đang tiếp diễn. Điều này tiết lộ điều gì? Tiết lộ được là
Quả thật có một cái danh sách như vậy. Mà từ trước đến giờ trong cái phiên điều trần vào hôm thứ hai vừa rồi thì chúng ta thấy là tên của dân biểu Cộng Hòa Scott Perry được nhắc đến. Scott Perry đã liên lạc với Tòa Bạch Ốc muốn được Tổng thống Donald Trump ân xá vào lúc đó. Lý do ông ta không công khai xuất hiện. Chẳng hạn như ông ta không có đến Stop the Steal. Nhưng mà ông ta âm thầm ở đằng sau thúc đẩy, là người đã tham gia vào khởi xướng thúc đẩy nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Và Scott Perry biết mình sai cho nên mới có hành động với tay đến Tòa Bạch Ốc để có thể xem thử có thể được ân xá hay không. Bây giờ có thêm John Eastman nữa. Điều này có nghĩa là quả thật là có một cái danh sách như vậy tồn tại. Và John Eastman hiểu được mình sai. John Eastman hiểu được là mình phải chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề này. Đây là điều đáng kinh ngạc. Như Hương Giang nói là John Eastman bây giờ đang tìm cách để ngăn chặn không cho những cái email của mình được trao vào tay Ủy ban đặc biệt Hạ viện này. Nhưng mà cho đến giờ thì ông ta thua. Mới đây thì tòa yêu cầu ông ta phải tiếp tục giao cho ủy ban này 500 mấy chục tài liệu. Và trong 500 mấy chục tài liệu, trong cái email, trong những cái thông tin trao đổi mà ông ta bắt buộc phải giao cho ủy ban đặc biệt Hạ viện này, thì quý vị biết là có thêm một cái động trời nữa. Đó là bà Ginny Thomas, tức là bà vợ của ông thẩm phán tối cao Pháp viện Clarence Thomas. Trước đây thì chúng ta thấy là bà này bà chối lay lẫy, bà bảo rằng bà không có dính dáng gì tới ông Thomas. Hai người có hai hoạt động khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải nhớ, đây là một cặp vợ chồng bảo thủ, thẩm phán tối cao Pháp viện, và bà vợ không có ngần ngại xuất hiện trước công chúng, đưa ra những cái quan điểm mà nó, quý vị biết là nó đi ngược lại với cái tiền lệ của tối cao Pháp viện. Bây giờ quay trở lại, Ginny Thomas nói như vậy, nhưng mà càng ngày những cái thông tin tiết lộ thì thấy bà này bà nhúng tay vào cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử rất là sâu. Email mới cho thấy là Ginny Thomas đã gửi email, đã liên lạc, đã trao đổi với John Eastman, mà quý vị biết là trước đây John Eastman bảo không có cái chuyện là tôi trao đổi thư từ với bà Ginny Thomas. Bây giờ chứng cứ rõ rành rành ra đó. Rồi bà Ginny Thomas cũng gửi email, gửi tin nhắn cho Mark Meadows. Rồi gửi cho các nhà lập pháp ở những tiểu bang trọng yếu, những tiểu bang tranh chấp, hối thúc họ phải đảo ngược kết quả bầu cử. Bây giờ bà lún sâu, chứng cứ cho thấy bà này tham gia sâu vào cái nỗ lực này. Chính vì vậy, cả ông chủ tịch Ủy ban đặc biệt Hạ viện, ông Benny Thomas, cũng như là bà Liz Cheney, phó chủ tịch ủy ban, cũng đều cho biết là đã đến lúc ủy ban sẽ chính thức mời bà Ginny Thomas, tức là phu nhân của thẩm phán tối cao Pháp viện Clarence Thomas, ra điều trần trước ủy ban. Cho đến bây giờ thì chúng ta không biết nếu như sắp tới ủy ban tống ra trác đòi, hay là mời trước không ra thì tống trác đòi, ra điều trần công khai, hay là điều trần ở dạng như thế nào, chúng ta cũng phải chờ xem. Bây giờ quay trở lại, theo Hương Giang đánh giá là cái tên mà John Eastman muốn được ân xá là một trong những điểm nổi bật nhất trong cái phiên điều trần ngày hôm nay. Mike Pence, quý vị thấy rồi. Vào trong cái phiên điều trần ngày hôm nay thì các nhà lập pháp trong ủy ban này, họ đã cho trình chiếu lại những cái đoạn băng, họ cho trình chiếu lại những cái bức hình để cho thấy là tính mạng của Mike Pence đã gặp nguy hiểm. Quý vị biết khi mà đám đông bạo động xông vào điện Capitol đòi treo cổ ông Mike Pence, đòi đối xử với ông Mike Pence là một kẻ phản bội, là một kẻ phản quốc, thì Mike Pence lúc đó chỉ cách bọn họ có 40 feet. Quý vị có tưởng tượng 40 feet, một khoảng cách rất là ngắn. Ủy ban cũng cho chiếu lại hình ảnh ông Mike Pence đã trốn dưới tầng hầm như thế nào trong lúc chờ đợi giây phút được quay trở lại bên trong điện Capitol. Những hình ảnh đó cho thấy, theo lời của ủy viên Ủy ban đặc biệt Hạ viện ngày hôm nay, là cho thấy tính mạng của Phó Tổng thống Mike Pence đang gặp nguy hiểm.
Và ông Mike Pence đã tuyên bố như thế nào? Theo lời của Greg Jacob, là khi họ soạn cái tuyên bố của ông Mike Pence, thì Mike Pence bảo là trong cuộc đời của ông, cho đến giờ, ông chưa bao giờ đưa ra cái tuyên bố nó quan trọng đến như vậy. Đây là một trong những tuyên bố, tức là tuyên bố với Trump là ông không vai trò của ông không có thể đảo ngược kết quả bầu cử, ông không thể nào mà từ chối kiểm phiếu cử tri đoàn tại những cái tiểu bang mà họ yêu cầu. Thì Mike Pence cho rằng đây là một cái tuyên bố quan trọng nhất mà ông từng nói. Bên cạnh đó thì cựu thẩm phán bảo thủ ông Lutich, ông cũng cho biết là những gì mà họ tuyên bố, ông Donald Trump với tư cách tuyên bố là giống như mình là một tổng thống kế nhiệm. Và họ đồng minh của ông tuyên bố như vậy là nó đẩy nước Mỹ vào một cái cuộc khủng hoảng về hiến pháp. Và với cái tuyên bố của nhân chứng và tuyên bố của cựu phó tổng thống thì điều này nó gây khó khăn cho Cộng hòa. Cộng hòa bảo rằng đó, cái việc mà Mike Pence từ chối không có theo yêu cầu áp lực của ông Donald Trump là cái điều không có gì big deal. Nhưng mà với tuyên bố của Mike Pence, với tuyên bố của cựu thẩm phán bảo thủ rất là nổi tiếng đó là ông Lutich, thì cho thấy là Cộng hòa gặp khó khăn trong cái việc đưa ra cái lập luận như vậy. Chuyện gì nữa? Đó là Dân Chủ vào ngày hôm nay. Họ đã ca ngợi Mike Pence, rõ ràng là từ trước đến giờ Dân Chủ khó lòng mà tìm được điểm chung với Mike Pence. Nhưng mà trong cái phiên điều trần ngày hôm nay, họ ca ngợi Mike Pence. Nhưng mà quý vị biết là cũng trong cái phiên điều trần ngày hôm nay, bằng chứng và chứng cớ chỉ ra là ông Donald Trump vào sáng ngày 6 tháng 1 đã gọi cho Mike Pence vào, vẫn tiếp tục hối thúc Mike Pence, và gọi Mike Pence dùng cái chữ là wimp. Wimp tức là kẻ nhút nhát, yếu đuối. Và theo lời nhân chứng, tức là một cố vấn của tòa bạch ốc có mặt trong chứng kiến cái cuộc điện đàm đó, nhân chứng này cho rằng là không có nhớ rõ là anh là, tức là nói với Mike Pence, anh là một người yếu đuối nhút nhát, nhưng mà chắc chắn có cái chữ anh sẽ là người yếu đuối nhút nhát. Yếu đuối và nhút nhát, chữ wimp này theo lời nhân chứng chắc chắn có trong cái cuộc điện đàm đó. Và quý vị biết, một cái điểm nổi bật nữa mà theo đánh giá của Hương Giang cũng đáng để tâm chú ý, đó là lời của ông Lutich. Ông bảo rằng nước Mỹ đó, tức là những gì sau gần 2 năm kể từ khi cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 năm 2021 xảy ra, gần 2 năm cho đến đây, thì ông Donald Trump và đồng minh của ông Donald Trump vẫn đang tìm cách đẩy nước Mỹ, đẩy nền dân chủ của Mỹ vào hiểm họa hiện hữu. Nguyên chữ ông dùng là clear and present danger. Nếu mà quý vị nào mà yêu thích phim Mỹ thì có lẽ là quý vị nhớ là có một cái bộ phim tên exactly giống như vậy vào năm 1994, trong đó tài tử thủ vai chính đó là ông Harrison Ford. Clear and present danger tức là một mối hiểm họa hiện hữu, tức là nền dân chủ của Mỹ cho đến giờ sau gần 2 năm cái cuộc bạo động này vẫn đang gặp rủi ro, đang gặp nguy hiểm. Thì đây cũng là cái điểm nổi bật của cái phiên điều trần ngày hôm nay. Bây giờ điều trần xong, ông Donald Trump chắc chắn là nổi giận rồi. Đương nhiên ông ta nổi giận. Và ông ta làm chuyện gì? Ông lên mạng xã hội của mình, Truth Social, để trút cơn giận. Ông ta bảo ủy ban này đó, ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol, không phải là ủy ban đặc biệt, ủy ban chẳng đặc biệt gì cả, ủy ban không đặc biệt. Và đây là một ủy ban vu khống, ủy ban giáo hòa, ủy ban một chiều. Đây là một cái cuộc săn lùng phù thủy mang tính đảng phái cao. Ông nói là truyền thông tin giả đó chỉ chuyên đưa tin những cái thông tin sai trái, những cái thông tin bị bóp méo về Nga, cũng cùng những cái kẻ như vậy. Bây giờ họ cho phép
họ cho phép cái phiên, những cái phiên điều trần một chiều vu khống của ủy ban không có đặc biệt, những cái phiên điều trần mà ít người xem, được trình chiếu liên tục không ngừng, vô tận bất tận, vô chủ đích. Và ông ta yêu cầu điều gì? Ông ta yêu cầu là equal time. Nếu như quý vị nào mà theo dõi tin thì quý vị biết là equal times là một đạo luật vào năm 1934. Đây là một cái đạo luật về bình đẳng, thời lượng bình đẳng. Tức là đạo luật này đó, nó chỉ có áp dụng cho những ứng cử viên đang tranh cử vào một cái vị trí công. Đạo luật này với cái mục đích là nhằm không cho các cơ quan truyền thông họ có thể là lật nghiêng một cuộc bầu cử bằng cái việc là cho một ứng cử viên nào đó một cái thời lượng, tức là chỉ cho một ứng cử viên một thời lượng mà không cho ứng cử viên khác, thì điều này nó bất công. Chính vì vậy vào năm 1934 thì có cái đạo luật là equal time, tức là thời lượng công bằng, bình đẳng. Bây giờ ông Donald Trump bảo yêu cầu là phải có cái thời lượng bình đẳng này để mà nói về gian lận tràn lan, gian lận bầu cử tràn lan, và để nói về vi phạm an ninh dân chủ. Bây giờ quý vị biết nói gian lận bầu cử tràn lan thì cho đến giờ không có chứng cứ. Những cái tuyên bố về gian lận bầu cử tràn lan của ông Donald Trump bị các cuộc điều tra của tiểu bang, cấp liên bang, những cái cuộc điều tra do dân Cộng hòa khởi xướng đã lật tẩy mất rồi. Rồi bị quan tòa, mà rất là đông trong số những quan tòa này là những quan tòa được Cộng hòa hay Donald Trump bổ nhiệm, đã bác bỏ hơn 60 vụ kiện liên quan về gian lận bầu cử. Tức là gian lận bầu cử bây giờ bỏ qua một bên đi. Cố vấn của ông Donald Trump trong 3 phiên điều trần vừa qua đã cho tổng thống, tức là cựu tổng thống biết là ông ta thất cử rồi, ông ta thua rồi, nhưng Donald Trump không có nghe. Ông ta chỉ có nghe lời luật sư say xỉn thôi, đó là ông Rudy Giuliani. Bây giờ Donald Trump yêu cầu là phải có thời lượng bình đẳng để mà nói về gian lận bầu cử tràn lan và vi phạm an ninh dân chủ. Quý vị biết là cho đến giờ vi phạm ai vi phạm? Có một viên chức bầu cử ở Colorado, hình như bà gì, một người phụ nữ nhá, quên mất tên rồi. Bây giờ đang đối mặt với những cái cáo buộc về vi phạm an ninh bầu cử, tức là lấy thông tin về bầu cử đã cho ai? Cho Mike Lindell. Và theo tờ Reuters, cho đến giờ thì các viên chức của Cộng hòa cùng với những nhà hoạt động Cộng hòa tại 8 địa phương ở Mỹ bây giờ đang bị điều tra là đã xâm nhập trái phép vào hệ thống bỏ phiếu. Quý vị biết là cả 8 địa phương này, các viên chức Cộng hòa, các nhà hoạt động Cộng hòa đã tìm mọi cách truy cập vào cái hệ thống bỏ phiếu, cái hệ thống mà họ bảo là họ bảo vệ. Đó là tuyên bố của ông Donald Trump. Và bây giờ quý vị biết là cũng nhân tiện nói về Truth Social. Ngày hôm nay có một bản tin, đó là thống đốc của California, ông Gavin Newsom, trên Twitter ông thông báo là ông vừa mới ghi danh, ông vừa mới mở trương mục ở Truth Social. Đây sẽ là một cái tin lớn, bởi vì sao? Có vẻ như Gavin Newsom là một cái nhân vật của dân chủ, tức là nhân vật nổi tiếng của dân chủ, hình như là đầu tiên tham gia vào Truth Social. Ngay lập tức khi mà ông tham gia thì ông đã có khoảng 1.700 follower, những người theo dõi ông. Trên Twitter, Gavin Newsom đã đưa ra lý do. Ông ta bảo rằng ông ta đã chán ngấy những cái lời dối trá của Cộng hòa. Và ông có nhắc đến là Red State Murders, những cái vụ sát nhân tại những tiểu bang màu đỏ. Ông bảo rằng trong danh sách 10 tiểu bang mà có những cái vụ sát nhân mà cao nhất thì 8 tiểu bang là những tiểu bang Cộng hòa, tức là những tiểu bang màu đỏ. Chuyện gì xảy ra đây? Tôi ngán ngẩm khi mà phải nghe những cái lời dối trá. Và ông tuyên bố sở dĩ ông tham gia vào Truth Social để ông lên đó, ông vạch trần những cái lời dối trá của Cộng hòa. Chắc chắn sẽ còn nhiều người theo Gavin Newsom ở trên Truth Social. Mà như vậy thì nó cũng đã thúc đẩy cái mạng xã hội của ông Donald Trump. Và quý vị biết,
ở California. Nếu như mà các nhà lập pháp của California mà phê chuẩn cái dự luật được khởi xướng vào ngày hôm nay, được thông báo vào ngày hôm nay, thì California sẽ là tiểu bang đầu tiên khi mà người mua súng, sở hữu súng thì bắt buộc phải mua bảo hiểm. Nhà lập pháp khởi xướng cái dự luật này cho biết là những cái vụ bạo lực về súng ống nó tước đi sinh mạng, nó gây ra thương tích nhiều hơn cả xe hơi nữa. Mà xe hơi thì có bảo hiểm, thì tại sao súng lại không có bảo hiểm? Chính vì vậy nó có dự luật vào ngày hôm nay do dân chủ khởi xướng, là những ai có súng thì bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm về súng. Và nếu đưa được thông qua thì đây sẽ là tiểu bang đầu tiên. Tiểu bang đầu tiên về vấn đề này. Và nói về gian lận bầu cử, quý vị biết là vào ngày hôm nay tòa đã đưa ra một cái phán quyết. Đó là quý vị còn nhớ công ty máy bỏ phiếu Dominion, nạn nhân của cái thuyết âm mưu gian lận bầu cử do ông Donald Trump và đồng minh khởi xướng. Có hai công ty Smartmatic và công ty Dominion. Smartmatic diễn biến mới nhất Hương Nhan chia sẻ với quý vị trong bản tin ngày hôm thứ ba rồi. Bây giờ Dominion họ có khởi kiện một số vụ kiện, trong đó có khởi kiện Newsmax, tức là cơ quan truyền thông bảo thủ. Cơ quan đã thúc đẩy cái thuyết âm mưu này, họ khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại 1,6 tỷ Mỹ Kim. Thì Newsmax mới khởi kiện yêu cầu tòa là bác bỏ cái vụ kiện mạ lị của Dominion. Vào ngày hôm nay thì tòa đã đưa ra phán quyết có lợi cho Dominion, tức là cho phép vụ kiện của Dominion chống lại Newsmax tiếp tục. Lý do ông tòa đưa ra, ông tòa bảo rằng rõ ràng, có chứng cứ rõ ràng, Newsmax biết những cái tuyên bố về máy bầu cử của Dominion là hoàn toàn sai trái. Họ biết vậy nhưng mà họ vẫn tung tin, họ vẫn phân tích, họ vẫn thúc đẩy. Đó là lý do mà ông tòa đưa ra để cho phép cái vụ kiện của Dominion chống lại Newsmax đòi bồi thường 1,6 tỷ Mỹ Kim vẫn được tiếp tục. Và nhân tiện hồi nãy Hương Nhan nói về tòa án, quý vị biết là vào ngày hôm nay Tổng thống Joe Biden đã ký cái dự luật thành luật. Luật này là luật bảo vệ thân nhân, gia đình của các thẩm phán tối cao pháp viện. Tức là luật cũ đó là những thẩm phán tối cao pháp viện thì được cảnh sát Hoa Kỳ bảo vệ. Thì bây giờ với cái dự luật mới đầu tiên do Thượng viện thông qua rồi mới trong những ngày qua thì chuyển sang cho Hạ viện và mới đây Hạ viện thông qua, thì bây giờ Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Như vậy, thân nhân, thành viên của gia đình các vị thẩm phán tối cao pháp viện sẽ được bảo vệ trên 24 tiếng đồng hồ. Sở dĩ có cái sự mở rộng này là quý vị biết là vào tháng trước thì một công dân của California 26 tuổi đã lái xe từ California sang Maryland đứng trước nhà ông Kavanaugh, dự tính là sẽ gây ra bạo lực. Cảnh sát đã phá vỡ cái ý định này, cái kế hoạch này, phát giác ra súng ống, thậm chí cả zip tie. Người này tính xông vào nhà của Kavanaugh, tính hành hung Kavanaugh. Và quý vị biết là sở dĩ như vậy là lý do tại sao? Là tại vì mới đây đã có cái vụ rò rỉ về cái bản thảo, dự thảo về phán quyết tối cao pháp viện liên quan đến vấn đề phá thai. Rồi thêm cái vụ xả súng tại trường tiểu học Rob ở tiểu bang Texas nữa. Và nghi can 26 tuổi này bây giờ đang đối mặt với cái cáo buộc là cố sát. Và chính vì vậy mà nó có cái dự luật là bây giờ không chỉ có bảo vệ thẩm phán tối cao pháp viện mà bảo vệ cả thân nhân của họ. Và bây giờ đang có một cái phong trào là yêu cầu phải bảo vệ thẩm phán. Và quý vị biết là các vị quan tòa đó, những người làm trong ngành pháp lý thì trong thời gian vừa qua đã gặp rất là nhiều đe dọa. Và dân chủ thì bây giờ họ muốn là tất cả những cái vị thẩm phán đều có được cái sự bảo vệ. Nhưng mà Cộng hòa thì họ chưa đồng ý về vấn đề này. Và thưa quý vị, Hương Nhan nhìn đồng hồ thì Hương Nhan thấy là thời gian của Hương Nhan hết rồi. Nhưng mà có một bản tin Hương Nhan muốn chia sẻ với quý vị là sau cái phiên điều trần ngày hôm nay đó, thì đang có một cái căng thẳng diễn ra giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban đặc biệt Hạ viện tổ chức cái phiên điều trần này liên quan đến những cái transcript, những cái biên bản lời khai. Quý vị biết rồi, trước đây đó, trước khi mà Ủy ban này tổ chức những cái phiên điều trần này thì Bộ Tư pháp đã gửi thư yêu cầu là Ủy ban
cung cấp cho họ khoảng 1.000 biên bản lời khai của các nhân chứng. Bởi vì Bộ Tư pháp cũng đang điều tra cái vụ bạo động điện Capitol. Họ đã truy tố mấy trăm người rồi quý vị. Cái yêu cầu của Bộ Tư pháp gửi sang thì nó tương đối chung chung. Và ủy ban này họ bảo rằng có qua có lại. Không có chuyện là công việc của tôi rồi, bây giờ tôi cho anh hoàn toàn. Có qua có lại. Với lại ông Benny Thompson thì ông cho rằng là còn quá sớm, tại vì ủy ban này họ chưa có kết thúc cái cuộc điều tra của họ. Thì bây giờ với những cái lời khai như vậy mà rõ ràng là các nhà lập pháp họ nhìn thấy là những lời khai của các nhân chứng có giá trị. Cho nên họ bây giờ họ quay trở lại, họ tiếp tục thúc đẩy ủy ban này phải cung cấp cho họ, chia sẻ cho họ khoảng 1.000 biên bản lời khai. Và không biết là cái tranh chấp này nó sẽ kéo dài như thế nào và có được giải quyết hay không. Bản tin cuối cùng liên quan đến một ông cụ 70 mấy tuổi, gần 80 tuổi ở San Gabriel, miền Nam California. Quý vị biết là hôm 27 tháng 5 này, ông 27 tháng 5 vừa rồi đó, ông cụ cũng mặc một cái bộ đồ tốt nghiệp trường trung học và ông cũng lên sân khấu nhận bằng. Quý vị biết là vào năm 1962, người đàn ông này là lúc đó ông chuẩn bị tốt nghiệp trung học. Nhưng mà ông mới phát giác ra đó là ông không có thi, ông không có được thi môn lịch sử. Thì ông phải thi lại. Rồi ông phát hiện ra đó là ông không có trả một cái lệ phí gì đó. Hình như là tiền mua sách. Ông nợ trường là $4.18. Và trường bảo là bây giờ phải đóng cái tiền đó thì mới được tốt nghiệp trung học. Mặc dù ông đã thi lại môn lịch sử, đã hoàn tất đầy đủ các lớp học rồi. Có người đàn ông này nhìn $4.18 vào năm 1962, đây là một số tiền đáng kể. Ông ta có thể là đổ bao nhiêu xăng? Bây giờ xăng thì nó quá sức là mắc. Ông ta có thể đổ xăng, đầy bình xăng, hoặc là ông ta có thể là mua đồ ăn thức uống. Người đàn ông bảo này, quên đi. Và ông không có tốt nghiệp. Và trong bao nhiêu lần ông suy nghĩ về việc này. Ông bảo mình cũng học sành sâm đàng hoàng và ông ước ao là sẽ có ngày được lên sân khấu nhận cái bằng tốt nghiệp như tất cả những người khác. Bởi vì cái feeling đó, thưa quý vị, hầu như các em học sinh nào ở đây cũng có. Nó cảm thấy vừa hân hạnh, vừa danh dự, vừa hãnh diện. Và nhiều lần ông chia sẻ với các con cái thì gần đây một người con của ông đã gọi điện đến cái trường trung học đó và gặp phải một người thủ thư rất là nhiệt tình, 36 tuổi. Và người này, nhân viên này đã vào và lục và nhìn thấy cái bằng đúng tên của người đàn ông này. Và trường, ban giám hiệu đã đứng ra tổ chức cho người đàn ông lên nhận bằng cùng với các em học sinh vào ngày 27 tháng 5 vừa qua. Bản tin này, thưa quý vị, nó inspire, nó truyền cảm hứng và nó truyền cảm hứng cho tất cả những người nào, thưa quý vị, cho dù quý vị ở cái lứa tuổi nào, ở cái độ tuổi nào, quý vị muốn quay trở lại trường đi học để quý vị có thể nhận được tấm bằng trên tay, để quý vị có thể là lên sân khấu, nghe sướng danh mình được nhận tấm bằng. Đây là một cái achievement rất là lớn. Quý vị nên tiếp tục. Và Hương Nga tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.